Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin tối với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Ngày 16 tháng 10, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 02 năm 2020 QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố thống nhất theo đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường tại tờ trình số 10487, ý kiến của tổ giúp việc hội đồng và dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định 02/2020. Theo tờ trình số 10487, đối với đất nông nghiệp sẽ phân làm 3 khu vực và 3 vị trí. Trong đó, khu vực 1 gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận. Khu vực 2 gồm quận 7, quận 8, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Khu vực 3 gồm huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ. Vị trí 1, thửa đất tiếp giáp với lề đường, đường có tên trong bảng giá đất ở, trong phạm vi 200m. Vị trí 2, thửa đất không tiếp giáp với lề đường, đường có tên trong bảng giá đất ở, trong phạm vi 400m. Vị trí 3, các vị trí còn lại. Áp dụng giá đất nông nghiệp tại quyết định 02/2020 nhân cho hệ số K tương ứng theo từng khu vực. Vị trí tại quyết định 56/2023. Trong đó, khu vực 1 nhân hệ số K là 2,7 lần. Khu vực 2 nhân hệ số K là 2,6 lần. Khu vực 3 nhân hệ số K là 2,5 lần. Giá đất trồng cây hàng năm, đất lúa và đất trồng cây hàng năm khác ở khu vực 1. Vị trí 1 là 765.000 đồng trên mét vuông. Vị trí 2 là 540.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 432.000 đồng trên mét vuông. Đối với khu vực 2, vị trí 1 là 650.000 đồng trên mét vuông, vị trí 2 là 520.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 416.000 đồng trên mét vuông. Đối với khu vực 3, vị trí 1 là 625.000 đồng trên mét vuông, vị trí 2 là 500.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 400.000 đồng trên mét vuông. Đối với đất trồng cây lâu năm, ở khu vực 1, vị trí 1 là 810.000 đồng trên mét vuông, vị trí 2 là 648.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 518.000 đồng trên mét vuông. Đối với khu vực 2, vị trí 1 là 780.000 đồng trên mét vuông, vị trí 2 là 624.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 499.000 đồng trên mét vuông. Đối với khu vực 3, vị trí 1 là 750.000 đồng trên mét vuông, vị trí 2 là 600.000 đồng trên mét vuông và vị trí 3 là 480.000 đồng trên mét vuông. Đối với đất phi nông nghiệp, đất có vị trí mặt tiền đường, đường có tên trong bảng giá đất ở, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường, lòng đường, lề đường, vỉa hè hiện hữu được quy định trong bảng giá đất điều chỉnh. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, quận 1 có giá cao nhất lên đến 687,2 triệu đồng trên mét vuông. Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm: vị trí 2 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1. Vị trí 3 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2. Vị trí 4 áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3. Trường hợp các vị trí nêu trên có độ sâu tính từ mép trong của đường, lòng đường, lề đường, vỉa hè của mặt tiền đường theo bản đồ địa chính từ 100m trở lên thì giá đất tính giảm 10% của từng vị trí. Đối với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thì giá đất quy định như sau. Tại các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận tính bằng 50% so với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ. Tại các quận 7, 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức tính bằng 60% so với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ. Tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ tính bằng 75% so với giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ. Ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký văn bản số 807/TTg về việc giao cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể trên cơ sở tổng hợp từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Các dự án thành phần đã được các địa phương tổ chức lập trình chính phủ để chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
trong quá trình hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và triển khai dự án. Bộ Kế hoạch Đầu tư tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để sớm tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo quy định. Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường này đi qua địa giới hành chính của 12 huyện thuộc 5 tỉnh, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, huyện Tân Thành, Đồng Nai, ba huyện Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Bình Dương, hai huyện Tân Uyên, Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, Long An, bốn huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Duộc. Đường vành đai 4 có quy mô là đường cao tốc với mặt cắt ngang 6 đến 8 làn xe cao tốc có đường song hành hai bên và các hành lang để bố trí cây xanh. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, dự trữ mở rộng. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất khoảng 121,5m. Đường song hành quy mô có ít nhất 2 làn xe. Đường song hành được đầu tư phân kỳ tùy theo nhu cầu vận tải và sự phát triển các đô thị hai bên. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch được duyệt 74,5m. 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. 21 nút giao thông liên thông. Xây dựng đường song hành, đường dân sinh hai bên tuyến theo nhu cầu giao thông từng đoạn, từng địa phương. Ngày 16 tháng 10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2024 cho 20 thanh niên tiêu biểu, được lựa chọn từ 159 hồ sơ gửi về. Đây là những thanh niên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, sản xuất kinh doanh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng. Trong số 20 thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng năm nay, có anh Hoàng Anh Tuấn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và anh Đồng Văn Tuấn, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có hành động dũng cảm cứu được 3 người trong vụ cháy tại ngôi nhà trong ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Cũng được tuyên dương vì có hành động dũng cảm cứu người là anh Marcel Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã có những quyết định sống còn để đưa 115 người đến nơi an toàn trong đợt lũ quét xảy ra hồi tháng 9 năm 2024. Một gương mặt nổi bật nữa là cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh, câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương. Bên cạnh việc đạt nhiều danh hiệu cá nhân, Tiến Linh còn phát động tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Trong đó có việc tổ chức trận bóng đá từ thiện, đấu giá bóng đá và áo có chữ ký với tổng số tiền quyên góp 9,5 tỷ đồng cho tới Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Nguyễn Tiến Linh là chủ nhân danh hiệu quả bóng bạc Việt Nam 2022 và danh hiệu quả bóng đồng Việt Nam năm 2021. Ở lĩnh vực văn hóa, cá nhân được trao giải là Bùi Xuân Trường, rapper Double 2T, người đã đưa chất liệu truyền thống vào các bài hát của mình để quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số. Các ca khúc nổi tiếng của anh là Thanh âm miền núi, À lôi, Người miền núi chất. Bùi Xuân Trường còn kết hợp với hơn 100 nghệ sĩ thực hiện dự án âm nhạc thiện nguyện mang tên Đánh cắp mặt trời, để mang điện năng lượng mặt trời đến với các xóm nghèo, bản vùng cao, vùng sâu vùng xa chưa có điện tại Việt Nam. Các cá nhân được nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp sẽ được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Chứng khoán ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tục. VN Index đã rời khỏi 1.280 điểm. Thị trường giao dịch ảm đạm, thanh khoản mất hút. Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu EIB của Eximbank bất ngờ tăng mạnh sau thông tin Vietcombank trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Eximbank. Trong phiên trước, EIB bị bán tháo nên giảm sát sàn. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 16 tháng 10 diễn ra trong trạng thái lình xình do tâm lý nhà đầu tư chán nản. VN Index có thời điểm vượt trên tham chiếu gần 3 điểm nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại gần 3 điểm khi chốt phiên. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng là tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch này vì tăng mạnh, BET tăng trần, MWG tăng 1,71%, DGVK tăng 2,11%, VNM tăng 1,05%, VHC tăng 1,94%, SAB tăng 1,23%. Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn nghiêng về sắc đỏ. Nhóm ngân hàng còn vài cổ phiếu giữ được sắc xanh. Trong đó, cổ phiếu EIB, Eximbank sau khi bị bán tháo, giảm sát sàn trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 10 do tin đồn liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Trong phiên giao dịch này, EIB quay đầu tăng mạnh vì Vietcombank bất ngờ trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Eximbank. Với việc mua vào 78,79 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 4,51% vốn điều lệ, Vietcombank trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Eximbank sau Glex. Cụ thể, EIB tăng 1,37%. Trong khi đó, đa số các cổ phiếu ngân hàng khác đều giảm, SSB giảm 4,02%, NAB giảm 1,24%, LPB giảm 1,4%, STB, HDB,
TCB, MBB, ACB, MSB, VIB, SHB. Nhóm chứng khoán vẫn nối tiếp đà giảm nhưng biên độ hẹp dần. VND giảm 1,01%, SHS giảm 1,3%, VCI, SSI, HCM, VDS, FTS, CTS giảm gần 1%. Nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn. Trong đó nhóm bất động sản nhà ở vẫn giảm mạnh, NLG giảm 2,05%, NVL giảm 2,39%, DIG giảm 1,72%, KDH giảm 1,22%, BDG giảm 1,99%, CO giảm 1,36%, NTL, VLE, 5IC, HDC giảm gần 1%. Ngược lại, SSC tăng 1,34%, VHM, TCH, DXG, SCR tăng gần 1%. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index giảm 2,85 điểm, 0,22%, còn 1.278,23 điểm với 231 mã giảm, 133 mã tăng và 67 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm 0,69 điểm, 0,30%, còn 228,26 điểm với 83 mã giảm, 42 mã tăng và 69 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOT chỉ khoảng 12.300 tỷ đồng, giảm 4.200 tỷ đồng so với phiên trước. Khối ngoại cũng bán dòng phiên thứ 3 liên tục sàn HOT kể từ đầu tuần với tổng giá trị bán dòng hơn 330 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán dòng nhiều nhất là FPT gần 70 tỷ đồng, HDB hơn 62 tỷ đồng và VHM gần 49 tỷ đồng. Mặc dù kiều hối chuyển về trong những quý gần đây giảm, quý 3 năm 2024 giảm 4,1% so với quý trước đó. Song lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm 2024 bằng 78,1% so với cả năm 2023, năm có lượng kiều hối chuyển về cao nhất, đạt 9,46 tỷ USD. Chiều ngày 16 tháng 10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2024, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt 7,392 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số kiều hối trên, kiều hối chuyển về thông qua các công ty kiều hối chiếm phần lớn, đạt 5,485 tỷ USD, chiếm 74,2% tổng lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn. Còn chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt 1,907 tỷ USD, chiếm 25,8%. Theo ông Lệnh, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 53,8% tổng lượng kiều hối chuyển về, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Kiều hối chuyển về từ châu Đại Dương tăng 20%, châu Mỹ tăng 4,4% nhưng châu Âu giảm 19,1% so với cùng kỳ. Mặc dù giảm nhẹ qua hai quý gần đây, song kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khoảng 10% trên năm trong năm 2024. Xu hướng này gắn liền với tốc độ tăng trưởng kiều hối quý cuối năm, thường tăng cao hơn so với các quý trước, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tú, sinh năm 2001, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh về tội làm nhục người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian yêu nhau với chị TH vào năm 2023, Tú đã lén dùng điện thoại quay lại video nhạy cảm giữa Tú và chị H. Sau khi chị H chia tay và chuẩn bị cưới chồng, tháng 5 năm 2024, Tú đã gửi video này cho nhiều người trong gia đình chị H và cả gia đình chồng của chị, nhằm làm nhục chị H. Chị H đã gửi đơn tố cáo hành vi của Tú tới cơ quan chức năng. Công an huyện Phú Ninh đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tú. Ngoài ra, Tú còn tạo lập nhiều tài khoản Facebook đưa các thông tin giả về việc bán phụ kiện mai hoa thung và chống múa lân, lừa đảo nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi các bị hại chuyển tiền, Tú chặn liên lạc.